Hello, em xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Bên em mình chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu mua bán hoặc là trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152 888. Và ngày hôm nay thì bên em lại vừa về thêm một mẫu xe thuộc phân khúc hạng C, được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2010. Đó là chiếc Lancetti CDX. Động cơ máy là 1.6 phiên bản số tự động. Tổng thành xe là màu đen đây mọi người này. Sơn si còn rất là đẹp nhá, rất là long lanh. Mọi người lấy xe về chỉ sẵn dùng thôi. Các đèn pha đây mọi người này, còn nguyên bản theo xe rất là sáng nhá. Mặt ca lăng của xe đây, được mạ chrome rất là đẹp. Ngó mặt ca lăng của xe mọi người này, đèn pha, đèn gầm đây, còn rất là sáng đều. Xe này em cam kết là tư nhân sử dụng, không taxi khoan đục, nên là chất lượng của xe còn rất là tốt bà con nhá. Bác chủ đi cực kỳ là giữ gìn xe, xe đi rất là ít. Đây là máy số cực kỳ là chất, khám phí cực kỳ là dài luôn bà con nhé. Trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc 5 chấu đây, phanh ABS 4 bánh. Đi thì rất an toàn, lốp thì Michelin bà con này. Khe ránh đây, rất là sâu nhé. La răng đúc đây. Đó, rất là đẹp luôn. Bác chủ sơn la răng đúc màu đen này. Nhìn rất là khỏe, xi nhan được tích hợp cả trên thân xe rồi. Tay nắm viền kính đều được mạ chrome hết rồi nhé. Một trong những dòng form dáng rất là đẹp. Và với giá thành thì rất là rẻ bà con nhé. Chỉ hơn 200 triệu đồng thôi. Chỉ với 240 triệu là mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Giá rất là rẻ, ưu đãi dành cho bà con để phục vụ cho mọi người đi chơi Tết cũng như là tránh rét đây. Giá thành rất là hợp lý. Mà form dáng của em nó rất là đẹp bà con này. Tôn vỏ của dòng này thì rất là dày dặn, xe đi cực kỳ là đầm chắc nhé. Đó, máy số rất là khỏe. Các chữ đèn hậu đây mọi người này còn đầy đủ luôn nhé. Xe trang bị màn hình camera lùi này. Các chữ logo đều được mạ chrome rồi. Các đèn hậu rất là sáng mà con này. Xe đã được bác chủ độ cái cản gầm đây. Đi lên đò phà rất là an toàn. Bốn mắt cảm biến lùi đây mọi người này. Em quay gần cho mọi người xem. Mọi người có thể quan sát rõ này, từng chi tiết của xe. Còn tương đối là đẹp và mới bà con nhé. Chỉ hơn 200 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được một dòng xe nhập khẩu thuộc phân khúc hạng C. Xe đi cực kỳ là đầm chắc. Và chất lượng độ bền bỉ của nó là tương đối là cao bà con này. Gầm bệ đây mọi người nhé. Gầm bệ đây, không có mục mọt gì cả nhé. Đó, rất là chất luôn. Chỉ với 240 triệu thôi là mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Các bác anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152 888 để được em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch xem xe. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì có hỗ trợ mua bán vận chuyển toàn quốc. Nếu mọi người ở xa mà thiện chí xe này, vui lòng liên hệ em, cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe cho mọi người. Mà phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa một người lấy xe đi rồi. Xe em cam kết là không lỗi bà con nhé. Táp ly đây, không có bong chóc chảy xước cả mọi người. Gương kính chỉnh điện cụt xe, túi khí an toàn, cửa sổ lóc. Đây, hàng ghế thứ hai đi mọi người này. Đó, rất là rộng rãi nhé. Ghế da trần nỉ đều còn nguyên bản theo xe, rất là đẹp. Táp lô táp ly đi bà con này. Xe em cam kết là không lỗi nhé. Các đinh tán đây còn nguyên bản từ nhà máy ra mọi người này. Chỉ với 240 triệu thôi là mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Mọi người quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Xe em cam kết là cực kỳ là chất, cùng đời khẳng định là không có đối thủ bà con nhé. Đây, từng chi tiết của xe này mọi người có thể quan sát rất là rõ luôn. Táp lô táp ly rất là đẹp. Đây, ghế da này, màu đen này, rất là sạch sẽ bóng bẩy bà con này. Xe trang bị hai túi khí an toàn này. Đó, táp lô đây, không có bong chóc chảy xước gà nhá. Gương điện mọi người này. Đó, cửa sổ lóc đây. Trần ý còn nguyên bản theo xe rất là sáng. Ghế da này mọi người này. Phanh tay đây, hộp tì tay đây, củ số đây. Xe trang bị màn hình rồi mọi người này. Đó, một chiếc xoa xe là đầy đủ option, không thiếu những một thứ gì cả. Đó, củ số đây mọi người này.
chỉ với 240 triệu thôi là mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Và bên em thì có hỗ trợ mua bán vận chuyển toàn quốc, nếu mà mọi người ở xa mà thiện chí xe này vui lòng liên hệ em, cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe cho mọi người, và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa mọi người lấy xe đi rồi nhá. Giá 240 triệu là giá em bán xe tại cửa hàng thôi, chưa bao gồm phí gì cả, nên là bà con lưu ý giúp em. Đây hàng ghế thứ hai đây, rất là rộng rãi mọi người này, ghế da đây, từng chi tiết đây, như khóa cửa đây mọi người, còn rất là mới luôn nhá. Một dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Dòng xe nhập khẩu của Hàn thì mọi người yên tâm rồi, độ bền bỉ cũng như chất lượng của xe thì rất là tốt. Đó. Giờ em sẽ cho mọi người tham khảo qua phần khoang động cơ của xe. Xe trang bị khóa khiển mọi người này, khóa khiển theo xe này, đè lỗ start top. Đó, không thiếu một option nào cả. Đây vô lăng đây mọi người này, vô lăng 3 chấu đây, được tích hợp các phím rảnh tay này, vô lăng rất là ít mòn luôn bà con nhé. Mặt đồng hồ đây, rất là thể thao. Đó, để lỗ start top mọi người này. Đó, từng chi tiết của xe đây, vô lăng này rất là ít mòn luôn nhé. Xe được trang bị cả đèn auto rồi. Chỉ với 240 triệu thôi là mọi người đã sở hữu em nó rồi. Một dòng xe thuộc phân khúc hạng C, được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, rất là bền bỉ bà con nhé. Xe đi cực kỳ là đầm chắc, máy số em cam kết cực kỳ là chất. Đây, máy lổ rất là êm bà con này, không có rung giật gì cả nhé. Máy móc còn rất là khô ráo nhé, không có giò gì dầu mỡ gì cả này. Thì em cam kết là không lỗi, không đông đụng, không ngập nước, tư nhân sử dụng, không taxi, không ăn đục, chất lượng của xe còn rất là tốt. Đó, tiếng máy nổ đây. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Mọi người yêu quý kênh thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ video giúp em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.